Các bạn đồng nghiệp và các bạn thân mến, năm 2021 đang trôi qua và đã đến lúc chúng ta phải tổng kết lại. Chúng tôi muốn hồi tưởng lại tất cả những gì nó đã mang lại cho tất cả chúng tôi, cùng với bạn những người sáng tạo ra phương tiện vận chuyển chuỗi, và tất cả những ai theo dõi sự phát triển của nó. Năm nay chứng kiến một thành tựu cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được chứng nhận an toàn cho khu phức hợp thử nghiệm đô thị ở Emirates từ TÜV, một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Họ đã chứng nhận toàn bộ khu phức hợp bao gồm đô thị nhiệt đới Unica, cầu vượt đường sắt dây, bao gồm đường dây chuỗi, hỗ trợ trung gian và neo, ga hành khách và kỹ thuật, hệ thống điều khiển tự động, phòng điều khiển và các hệ thống khác trong tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông sáng tạo của chúng tôi. Đây là một công cụ xác định vì chứng chỉ này đã xác nhận sự an toàn của công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông U-Sky, đã bỏ qua hạn chế chính đối với việc triển khai quy mô lớn trên toàn cầu. Một dấu mốc quan trọng khác trong sự phát triển của nhóm công ty chúng tôi trong năm qua là việc hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong việc tạo ra hàng hóa và các khu phức hợp hành khách, cũng như sự ra mắt của các dự án thương mại đầu tiên. Vận tải hành khách và cầu vượt đường sắt đô thị đã sẵn sàng hoạt động trong lĩnh vực hậu cần toàn cầu, ở cả các phương án miền Bắc và miền nhiệt đới. Hơn nữa, năm nay chúng tôi đã hoàn thành việc đổi thương hiệu của công ty kỹ thuật mẹ Unis Sky String Technology Inc. Bắt đầu từ năm ngoái, quá trình chuyển đổi từ giai đoạn khởi nghiệp sang giai đoạn kinh doanh và liên quan đến việc từ bỏ thương hiệu huy động vốn cộng đồng đầu tư đã đưa công ty trở lại tên tuổi lịch sử của nó. Năm tháng trôi qua sắp hạ màn, năm nay đầy bất ngờ thú vị và những thành tựu quý giá. Chúng tôi muốn nhấn mạnh sự đóng góp của mọi người vào công việc kinh doanh khó khăn nhưng hấp dẫn của chúng tôi và bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự cam kết, cống hiến và thành công trong công việc, theo kịp tốc độ bền bỉ và không sợ hãi để hướng tới mục tiêu của chúng ta. Triển khai thực tế phương tiện vận chuyển nội bộ và duy nhất của chúng tôi, giải pháp hiệu quả nhất, an toàn và bền vững cần thiết cho mọi quốc gia, khu vực, thành phố hoặc con người trên hành tinh của chúng ta. Hãy chuyên nghiệp và gọn gàng trong việc vượt qua bất kỳ trở ngại nào trên con đường của bạn. Hãy để tay cầm sắt và đầu óc dí dỏm giúp mọi người trong năm tới, những người không bao giờ lùi bước và tiến về phía trước bất kể thách thức là gì. Đã lâu rồi kể từ khi nhóm của chúng tôi trở thành một tổ chức duy nhất, nơi mọi người đều biết công việc kinh doanh của họ và hoạt động vì lợi ích chung. Chúng tôi rất vui vì nhiều năm làm việc chăm chỉ đã mang lại kết quả và phát triển thành các dự án quốc tế thực sự, và cùng nhau chúng tôi sẽ đạt được nhiều hơn nữa. Chúng tôi đề nghị nhóm thân thiện của chúng tôi tiếp cận trong năm tới và chúc tất cả các bạn phát triển bản thân hàng ngày mà không thay đổi con người của bạn. Hãy luôn có một nơi trú ẩn an toàn ngay tại ngôi nhà của bạn, nơi bạn có thể tìm thấy một chỗ dựa đáng tin cậy sau những hứng khởi trong công việc. Chúng tôi chúc mừng bạn năm mới và một bước tiến lớn nữa hướng tới tương lai tiến bộ mới, trong đó tất cả chúng ta cùng nhau đóng góp ý nghĩa trong năm qua. Chúc mừng năm mới! Hãy like và share video này để giúp nhiều người học hỏi thêm được những điều bổ ích này nhé! Đồng thời, để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của tôi, hãy đăng ký và nhấp vào nút quả chuông để nhận được thông báo khi tôi xuất bản video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.